Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay các bạn đã đọc tiêu đề rồi, là câu chuyện quỷ đầu thai. Câu chuyện này do một anh là fan của chương trình gửi về cho Tân. Thì câu chuyện của ảnh là ảnh lấy vợ vào năm 1990. Ảnh và vợ của mình quen nhau được 5 năm và cùng nhau làm ăn cũng như vượt qua rất là nhiều khó khăn thì mới quyết định lấy nhau vào năm 1990. Thì hai vợ chồng chưa muốn có con liền mà muốn sống cái giây phút của hai người đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cái giây phút của hai vợ chồng, mà không muốn là mình phải bị ràng buộc vô thế giới của em bé, là khi đã có con rồi là phải có trách nhiệm. Thì hai vợ chồng lại chưa muốn. Thì vào cái giây phút mà này á, thì hai vợ chồng rất là vui vẻ. Nhưng mà đùng một cái là đến năm 1992, là sau 2 năm lấy nhau, thì là cô vợ đột nhiên bị vỡ kế hoạch là có thai. Thì khi mà có thai thì cả hai cũng rất là sẵn sàng đón em bé và không hề có một cái trạng thái hay là suy nghĩ gì là khó chịu. Tại vì quan niệm của chị cũng như là anh này là trời cho thì nuôi vậy thôi, cho nên là hai vợ chồng cũng rất là vui là bắt đầu đón một thành viên mới trong gia đình của mình. Thì mọi thứ bình thường và ok suôn sẻ đến tháng thứ 5. Thì đi khám bác sĩ mới nói là cô vợ của anh này bị thiếu máu bẩm sinh, cho nên là nếu như giữ cái bào thai lại thì không có thể nuôi nó lớn được. Sẽ một giai đoạn của nó sẽ chết lưu ở trong bụng, cho nên là cần phải chích thuốc để mà cho nó ra ở tháng thứ 5, coi như là không có duyên để mà có con. Thì đến giai đoạn này hai vợ chồng rất là buồn. Thứ nhất là đến tháng thứ 5 rồi mà phải bỏ đứa con của mình. Buồn thứ hai là phát hiện thêm cô vợ bị thiếu máu bẩm sinh, tức có nghĩa là có một đứa con kế tiếp nữa là một điều rất là khó khăn mà phải giữ gìn thật là kỹ đó. Cho nên là cả hai rất là hoang mang và về suy nghĩ. Thì bác sĩ chỉ cho tầm một tuần thôi là phải giải quyết vấn đề liền, vì cái bụng đã lớn rồi, nếu như mà trễ hơn nữa là còn nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến người mẹ, chứ không phải là đơn giản. Thì vào cái giây phút này đó, thì trong một tuần lễ đó thay đổi rất là nhiều đối với đời sống và cuộc sống của hai vợ chồng. Thì anh này nói là vợ mình bắt đầu đâm ra mê tín dị đoan và thường xuyên đi coi thầy, coi những người thầy bà khắp nơi, ai nói là có thể cứu được con mình là cổ sẽ đi. Thì ảnh thì biết cái tâm trạng của vợ mình, ảnh hiểu, và bản thân ảnh là người lớn, ảnh hiểu, cho nên là ảnh không có muốn vợ mình bị ảnh hưởng. Ảnh chấp nhận cho cô vợ đi coi bói, đi mê tín dị đoan ở khắp nơi. Và rốt cuộc có một người thầy mà người thầy này buộc hẹn là hẹn phải cả hai vợ chồng lên, chứ không phải chỉ một cô vợ tới. Thì cổ về cổ năn nỉ ảnh. Thì khi năn nỉ xong mọi chuyện thì ảnh chấp nhận ảnh đi. Một phần là vì thương vợ và một phần là muốn coi rằng là có thực sự là chữa được cho vợ và con mình hay không. Chứ còn về y học, khoa học là ta nói không được rồi. Thì khi đến nơi ông thầy mới nói là bây giờ quyết định kỹ, một đứa con sinh ra là gọi là cái giọt máu của cả hai vợ chồng, nhưng trong trường hợp này nếu như cứu được con thì phải mất mẹ, còn nếu như giữ mẹ lại thì chấp nhận là phải hút con ra, chích thuốc cho con nó ra. Nhưng duyên nó trở thành một cái chuyện rất là khó khăn, cho nên hai vợ chồng quyết định. Thì lúc này cô vợ cổ khóc, cổ quyết định là cổ giữ con và chấp nhận là cổ chết, cổ chấp nhận cổ mất mạng để giữ lại con. Và cổ dặn với cái anh này là ở lại phải nuôi con mình khôn lớn. Thì anh này lúc này anh không có tin vào cái chuyện mê tín dị đoan mà anh tin vào khoa học. Thì khi khoa học đã nói rồi là chỉ cần chích thuốc và hút đứa con ra thôi, chứ còn bây giờ giữ đứa con lại là chết mẹ lẫn con luôn. Cái tình hình nó không thể nào mà khá hơn được, tại vì không có đủ cái lượng máu mà để bơm vào cho người con. Thì lúc này anh mới nói thôi bây giờ vậy, ông thầy ông cúng đã cúng rồi, làm lễ rồi, bùa thì không có uống gì hết,
là chỉ cần lấy lá bùa ịn lên trên lưng của em thôi. Thì anh đã cho em làm rồi, thì bây giờ vào bệnh viện xét nghiệm đi. Nếu như lá bùa này linh nghiệm thì con mình phải khỏe. Mà nếu như con mình khỏe, không bất cứ hiện tượng gì về thiếu máu nữa, thì anh chấp nhận, anh nuôi con. Mà mình phải suy nghĩ lạc quan lên, chứ không phải thầy nói em mất mạng là em mất, cho nên là em phải coi lại. Thì cô vợ đồng ý đi khám ở một bệnh viện khác. Thì khi khám người ta nói rằng là đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh và người mẹ cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Thì hai vợ chồng này mới đùng đùng đi lại cái bệnh viện cũ để mà kiện. Là tại sao lại nói là thiếu máu và xém chút xíu nữa là bỏ đi cái núm ruột của mình. Thì khi mà về đó kiện, bệnh viện cũ người ta xét nghiệm lại một lần nữa, thì quả thật là đứa bé khỏe mạnh và người vợ cũng khỏe mạnh. Thì chính vì vậy mà anh này và cô vợ rất là tin vào ông thầy bói đó. Phải nói là lên cúng thường xuyên và hỏi có cách nào là cứu luôn cô này. Tại vì nếu ông đã nói như vậy được mà ông làm được như vậy, tức có nghĩa là người mẹ phải mất mạng. Mặc dù bây giờ trên phương diện khoa học là khỏe, nhưng mà về một thế lực tâm linh nào đó thì chắc chắn sẽ xảy ra cái sự việc đó. Thì ông thầy ông nói không có cách nào, bây giờ có cho ông bao nhiêu tiền thì cũng không được. Nó đã thay đổi vận, có nghĩa là cái vận mạng người mẹ thay vào cái đứa con thì người mẹ phải mất mạng. Thì đúng 9 tháng 10 ngày sinh con, thì ngày hôm đó là sinh rất khó. Phải nói là ảnh ở ngoài phòng sinh mà ảnh khóc rất là nhiều. Vì ảnh biết nếu như chuyện đó thành sự thật thì ảnh sẽ mất đi vợ của mình. Một cái cảm giác trống trải đến mức độ mà ảnh không thể tưởng tượng nổi. Tại vì thực sự ảnh chưa biết đứa bé này như thế nào, mặc dù là có tình phụ tử, nhưng mà ảnh chưa hề làm quen đứa bé này. Nhưng mà với người vợ thì đã gần là đã hơn 2 năm ở bên nhau và là 7 năm biết nhau. Cùng nhau chia bùi sẻ ngọt mà thương yêu đến mức độ mà ảnh thương cổ rất là nhiều. Mà ngày hôm đó ảnh biết chắc rằng vợ của mình sẽ mất. Và ảnh ngồi ở ngoài ảnh khóc, khóc rất nhiều và ảnh cầu nguyện, ảnh niệm Phật cho vợ của mình có thể sống. Nhưng mà đúng như sự thật, đứa bé ra đời thì cái cô này cũng mất. Và ảnh phải gà trống nuôi con. Thì suốt 6 năm trời nuôi con, ảnh kể câu chuyện này mà Tân đọc mà Tân cảm thấy vừa thương, vừa xót mà vừa ghê sợ. Là 6 năm ảnh nuôi con thì có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra đối với con của ảnh. Nó không giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng mà ảnh không thể giải thích với người nhà hay bất cứ ai. Cho nên ảnh muốn kể cho Tân, để Tân kể cho các bạn nghe bằng cái giọng văn của Tân, thì mong các bạn hiểu. Có nghĩa là trong 6 tháng đó, từ năm em 1 tuổi cho đến 2 tuổi, bất cứ người làm nào, tại vì vợ thì mất, ảnh thì gà trống nuôi con phải đi làm, thì ảnh mới mướn người làm. Chứ còn ba mẹ của hai bên á, thì cũng lớn tuổi rồi, đâu có ai rảnh đâu mà qua lo con mình. Mà từ 1 tuổi đến 2 tuổi làm sao mà ảnh có thể gồng gánh được. Nó đòi mẹ, đòi sữa, rồi thay tã đủ thứ. Tân thì Tân chưa có con, Tân không biết. Nhưng mà Tân thấy những người anh, người chị của mình mà sinh ra là một đứa bé 1, 2 tuổi là thức đêm liên tục, rất là mệt. Thì bất cứ người làm nào vô làm là chừng khoảng 1, 2 ngày là xin nghỉ. Và thay người làm còn hơn là thay áo. Anh nói thay người làm hơn là thay áo. Và anh hỏi những người làm là tại sao lại không phục vụ được, không làm được, vì mức lương thấp hay là như thế nào. Thì họ nói là họ có cái cảm giác không ổn và không an tâm khi ở trong nhà với đứa bé. Và họ cũng không biết phải giải thích như thế nào về cái chuyện đó. Còn nhìn đứa bé rất là dễ thương, anh nhìn thì rất là dễ thương, giống như hai vợ chồng, chẳng có cái gì là khác biệt hết. Thì tại sao lại người ta lại sợ? Mà có người còn nói là trong quá trình mà đang giặt đồ thay tã đó, để đứa bé nằm một chỗ vậy đó, đi vô pha sữa, thì thường xuyên nghe những cái tiếng nói xung quanh căn nhà. Đôi khi là họ nghĩ nó là tiếng nói từ đứa bé nói ra, nhưng mà chỉ có mới 1 tuổi, 2 tuổi thôi. Mà họ nghe họ sợ, họ không dám. Khi đến 3 tuổi, 4 tuổi là bắt đầu là ảnh cho chơi với những cái đứa bé ở trong cái khu ảnh ở. Là 3 tuổi, 4 tuổi là bồng đi đó, là bồng đi chơi, làm quen với bạn bè.
chứ còn không đưa vô trường mẫu giáo nha. Tân không hiểu tại sao anh lại không đưa vô trường mẫu giáo. Theo ảnh nói là cái khu ảnh ở đó thì nói chung là con nít đó không có vô trường mẫu giáo, chỉ là khi vào lớp 1 là 6-7 tuổi, vào lớp 1 thì là đóng tiền cho đi học thôi, chứ còn nhỏ là ở chung với ông bà hoặc là gia đình nào có tiền thì mướn người ở trong xóm hoặc là gần gần những khu quanh xóm để họ tới mà họ lo cho con mình. Thì từ 3 đến 4 tuổi là cứ ẵm đi chơi, mà nó nhìn vô nhà nào, nó nhìn vô nhà nào nó cười hả, nó không có khóc, rất ít khóc, nó nhìn vô nhà nào nó cười ảnh cũng vui theo. Nhưng mà 2-3 ngày sau nhà đó sẽ có đám tang, không cần biết là người lớn hay người nhỏ, là nhà đó sẽ có đám tang. Và chính vì cái hiện tượng đó nó xảy ra quá nhiều trong suốt cái thời gian đó, ảnh mới cảm thấy nó lạ. Ảnh không hiểu lý do tại sao mà lại xảy ra chuyện vậy, và chỉ có một mình ảnh cảm giác được cái chuyện đó thôi, còn những người xung quanh không hề cảm giác được. Và ảnh không có dám nói cái câu chuyện đó với bất cứ ai, tại vì đó là con ruột của mình. Mà nếu nói cho người nhà nghe, người nhà sẽ chửi ảnh là mày làm ba mày khùng, tại sao mày lại nói con mình như vậy. Đó là chuyện trùng hợp thôi, nhưng mà ảnh kể cho Tân nghe thì nó là không thể trùng hợp nhiều đến như vậy. Không thể trùng hợp nhiều đến như vậy. Ảnh chưa bao giờ ảnh thấy là cái trong cái vùng của ảnh mà nhiều đám tang xảy ra đến như vậy từ khi con ảnh sinh ra. Và cho đến năm nó 6 tuổi, đó là cái năm đặc biệt nhất, là lúc này nó đã biết nói chuyện rồi, biết nói ba mẹ rồi, thì lâu lâu á nó nói những cái chuyện mà ảnh không hiểu nó đang nói cái gì. Một là khi nằm mơ nó nói, hai là khi tỉnh đang chơi bình thường nó lại nói những cái câu rất là lạ. Cho đến khi mà năm đó là 6 tuổi, cho nó chơi vòng vòng quanh xóm, thì nó có chơi với mấy đứa nhỏ 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 y chang vậy, và xung quanh đều có người giữ hết. Là ảnh cũng ngồi trước bậc thềm ảnh coi con ảnh chơi, ảnh thả ra ngoài. 6-7 tuổi rồi đó, là đủ tuổi vào lớp 1 rồi, đã cho đi chơi nói chuyện bạn bè xung quanh. Thì trong số những người bạn chơi trong xóm đó đó, trong số những người bạn chơi thì ví dụ như 5 người thì ba đứa con nít ở trong đó sẽ chết một cách rất bất bình thường. Một là bị sặc, hai là bị chết đuối, còn ba là do bệnh tật gì đó mà mất. Và ảnh nói là rất là kỳ, có thể đứa nào tiếp xúc với con ảnh là sẽ như vậy, mà chỉ một mình ảnh nhận ra thôi. Còn những người xung quanh hỏi như họ vô tư, họ nhận không ra. Thì cho đến một ngày ảnh nhìn kỹ mặt nó, ảnh nhìn kỹ mặt nó thì nó không có giống mẹ, và nó bắt đầu cũng không có giống ba. Và mỗi lần mỗi đêm á, nó hay có cái trạng thái nó ngồi dậy, nó nhìn ra ngoài cửa sổ và nó im lặng, nó không có trả lời, nó không nói một câu nào hết. Thì lúc này ảnh rất là sợ, ảnh sợ lắm mấy bạn. Ảnh không biết tâm sự với ai. Thì trong một lần ảnh cho nó đi học ở trong cái trường làng thôi, là cho nó đi học. Thì sau đó ảnh mới tâm sự câu chuyện này đối với người em của ảnh, là em ruột của ảnh. Thì người em ruột này mới nói, nếu vậy thì anh nhớ lại coi, cái lúc mà chị nhà đó, lúc mà chị nhà ở bên lúc còn sống đó, là chị có đi coi bói hay làm cái gì bậy bạ hay không. Thì ảnh nói là có, chị có đi coi bói, thức là thường xuyên đi coi bói. Thì không hiểu sao nhưng mà sau khi coi bói lần cuối cùng á, về á, thì là khoảng 2 tháng sau là có thai. Thì ảnh cho danh tính của người thầy bói, thì vợ coi bói ở đâu á, là vợ ảnh đều về là kể cho ảnh biết, như khen cái bà đó coi đúng cái này kia đó, kể rồi nói địa chỉ ra. Thì ảnh đều có nhớ lại hết, anh này chỉ nhớ rất là tốt. Ảnh kể câu chuyện mà Tân nghĩ là ảnh nhớ rất là tốt, và ảnh gọi là khắc đậm trong tim ảnh luôn. Thì người em và ảnh mới đi điều tra, mới đi coi thử là những người thầy đó, thì vẫn không điều tra ra. Cho đến quyết định người em mới nói là nếu như anh cảm giác cái chuyện này có liên quan đến tâm linh thì hãy tìm những người có liên quan đến tâm linh để họ giải quyết. Có nghĩa là tìm một người thầy giỏi để coi con mình có chuyện gì hay không. Thì lúc này ảnh mới lấy ngày sinh, năm sinh, bát tự của con mình đi đến một người thầy rất là giỏi. Và khi người thầy này lên đồng và lúc cũng nói cho ảnh biết, đứa con này là hiện thân của quỷ, là hiện thân của một người thầy bùa.
mà người thầy bùa này đã chết, nhưng người thầy bùa này làm cái phép để mà có thể vào trong cái bào thai của vợ ảnh để mà đầu thai một lần nữa. Nếu như để cho đứa trẻ này nó lớn lên, nó sẽ tiếp tục luyện bùa và nó sẽ ác hơn, vì nó không có theo quy luật luân hồi của nhân gian, có nghĩa là xuống địa phủ chịu tội, mà nó vẫn làm chuyện ác trong nhân gian. Thì rà soát lại tất cả những người thầy mà người vợ này đi coi, tại người vợ này rất mê tín, coi rất là nhiều người thầy khác nhau. Đó, thì rà soát lại hết tất cả thì đúng có một người thầy. Đó, người thầy này là nữ, không phải là nam, mà là sau khi cô vợ có thai thì cái người thầy này chết. Người thầy này đã chết trong nhà của mình, và đi hỏi cái ngày sinh mà bác tự mất á, thì cái người thầy mà cái anh chồng mà đi hỏi đó, cái mà tin mà nói cho anh chồng biết á, là con của ảnh á, là đầu thai của một bà thầy bùa đó, thì coi bát tự của hai người á, là giống nhau hoàn toàn. Thì lúc này ảnh hỏi cái người thầy pháp của mình á, là làm cách nào để cứu con mình. Thì người thầy pháp này lại nói một cái chuyện làm cho ảnh rất khó xử. Người thầy pháp mới nói một điều á, là tôi nói ra anh sẽ khó xử, nó rất là trái với đạo lý luân thường, là nếu như được á, tôi sẽ làm một lá bùa để tôi triệt cái hồn này, cái hồn quỷ ở trong người con anh ra. Nhưng một khi đã triệt cái hồn này ra thì con anh cũng chỉ còn thể xác chứ không có hồn, tại đúng ra là nó đã bị chết yểu từ tháng thứ 5 trong bụng mẹ, chứ không phải là nó được tồn tại đến bây giờ. Cho nên là nếu xuất cái hồn này ra ngoài thì con anh đồng thời cũng sẽ chết. Còn nếu để nó lớn thì nó cũng sẽ bỏ anh mà đi, vì nó không phải là con anh mà nó là quỷ đầu thai. Vì bây giờ mới 6 tuổi thôi, nó còn yếu và mọi cái suy nghĩ của nó còn chưa nhiều và định thức được cái kiếp trước của mình, thì nó chỉ có những biểu hiện lạ như vậy thôi mà đã gây ra rất nhiều chuyện lạ trong vùng mà anh nhìn thấy. Nếu như bây giờ nó lớn lên nữa, bắt đầu nó nhận thức được kiếp trước, thì còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì giây phút này ảnh và em ruột của ảnh luôn phải suy nghĩ rất là kỹ. Thì trong giây phút đó cha nào mà nỡ giết con. Nhưng mà người em thì nói bây giờ thiệt hay không thiệt cũng thử một lần cho biết. Thì nhiều khi thầy bói mà nói không có tin được, thì quyết định thử và bỏ ra một số tiền để thử để mà triệt cái hồn đó ra. Thì người thầy bói mới nói là tôi không có cần, cái người thầy pháp á, là tôi không có cần cho uống hay đụng tới gì hết, chỉ dựa vào ngày sinh bát tự thôi tôi có thể hất cái hồn này ra được. Nhưng mà một khi hất ra thì nội trong vòng một tuần là con anh sẽ đi. Thì khi mà người thầy pháp á, họ làm như những gì mà họ nói á, thì đúng là khi về thì con ảnh rất là hồn nhiên trở lại, không hề có chuyện thức nửa đêm nói chuyện nhảm hay là có những hiện tượng gì bất thường, thậm chí chơi những đứa trong xóm cũng không có chuyện gì. Nhưng mà trong một tuần lễ đó nó yếu dần đi, thấy rõ da hồng hào thành xanh xao và nó rất là yếu. Và đúng một tuần là bị một cơn sốt rất nặng. Khi mà ảnh ẵm con vô bệnh viện, bác sĩ nói là bị sốt siêu vi không thể qua khỏi, và nó mất vào ngày hôm đó. Và ảnh đã làm mai chay cho con mình. Thì qua câu chuyện này ảnh cảm thấy rất là tức. Ảnh tức là tại sao mà ảnh đã gặp cái chuyện gì, ảnh đã làm cái chuyện gì nên tội mà vợ ảnh, người yêu thương ảnh phải gánh cái chuyện này, phải chết oan tức tưởi như vậy. Rồi đến bây giờ con của ảnh cũng bị như vậy. Vậy thì mê tín, tâm linh, cái nào là thiệt, cái nào là giả? Tại sao cái người thầy pháp đó, cái người thầy bùa đó, thầy bói đó lại chọn gia đình của ảnh để mà gieo cái nghiệp ác đến như vậy? Người đó có trả nghiệp hay không? Đó là câu hỏi mà ảnh hỏi Tân. Thì Tân kể câu chuyện đến các bạn, thì Tân cũng rất là khó mà giải thích cũng như trả lời cho ảnh. Tân biết ảnh rất là đau, mất đi người vợ yêu thương nhất, mất đi đứa con mình đã nuôi đến 6 năm mà mình phải quyết định có trục cái hồn nó ra hay không. Thì trong cái chuyện này đầu tiên mình phải nói đến là có mê tín trong này hay không, hay là tâm linh.
thì đây là tâm linh. Tại vì cái người thầy đó chỉ dựa vào bát tự mà giải quyết công việc, chứ chưa hề cho uống hay đụng gì vào con ảnh. Thì tức có nghĩa những chuyện xảy ra là hoàn toàn tự nhiên về mặt khoa học, chứ không hề có một bàn tay con người đụng vô. Đó là theo lời ảnh kể cho Tân, mà Tân kể lại từ nãy giờ là như vậy. Còn sự thật bên ngoài có gì chuyển biến khác hay không, Tân không hề biết, tại Tân không phải là người trong cuộc. Nhưng hoàn toàn là có liên quan đến tâm linh. Và ở đây ảnh không nhắc gì đến cái người thầy, mà nói rằng là nếu như cứu mẹ thì sẽ chết con, và nếu cứu con thì sẽ chết mẹ. Thì Tân không biết là cái người thầy đó có liên quan gì với cái người thầy bùa mà đã chết hay không, cái bà thầy bùa mà chết, mà linh hồn nó nhập vào đứa con trong bụng của vợ ảnh hay không. Thì Tân nghĩ là có liên quan gì đó, nhưng mà ảnh không tìm hiểu tới. Tại vì cái người này mới là người mấu chốt. Chứ còn đúng theo sự thật thì bác sĩ đã nói là không đủ máu nuôi con, thì chỉ có việc kích và đưa ra thôi. Thì mình không có duyên với người con đó, thì mình chỉ cần chăm sóc cơ thể vợ mình thật là tốt, cho ăn uống điều độ, tập thể dục, để đằng sau mình sinh một đứa khác mình sẽ có nhân duyên. Thì tại sao người thầy bùa nó lại nói vậy, và người vợ lẫn ảnh chấp nhận giữ con mà mất vợ? Đây là một chuyện Tân hơi khó hiểu. Và khi Tân hỏi lại, Tân nhắn ảnh, ảnh không trả lời. Đó, thì Tân theo lịch trình sắp xếp thì Tân vẫn phải kể câu chuyện này đến các bạn. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện này thì cho Tân bình luận bên dưới. Nếu thích thì nhớ like, share, subscribe để nhiều người vào họ nghe và họ bình luận nữa. Cái ý kiến cá nhân của các bạn có cảm thấy nó kỳ hay không? Còn với Tân, Tân thấy câu chuyện này nó có phần hơi kỳ. Ở cái người thầy bói mà nói rằng là nếu giữ được con thì phải mất mẹ. Cái người này mới là cái người mà tạo ra cái nghiệp cho anh này, chứ không liên quan gì lắm. Tại vì nếu như cái bà kia bả mất thì lấy cái người nào bỏ vô? Thì Tân nghĩ là chính là cái người mà đã đi coi bói mà nói rằng là giữ con thì mất mẹ, là cái người chính thức giúp gieo cái nhân quỷ này vào trong bụng của vợ ảnh. Thì các bạn thấy sao thì cho Tân bình luận. Câu chuyện của Tân đến đây là hết. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like, share, subscribe nha. Và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai. Bye bye. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror, trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Gần kết thúc một năm, Tân tính bằng tết Tây thì nó không có đúng. Tại vì Tân thích tính bằng tết Ta của mình hơn, đó là tết của người Việt Nam mình. Thì cũng gần qua năm mới rồi, Tân thì cũng muốn chia sẻ các bạn trong câu chuyện này. Chuyện này chuyện của Tân, không phải một fan nào gửi về hết. Và nó là câu chuyện cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến cái quá trình mà tại sao Tân lại đam mê những câu chuyện ma và kinh dị. Và Tân muốn làm cái kênh như vậy để kể đến các bạn nghe. Thì trong cuộc đời của các bạn, từ khi các bạn biết nhận thức về bạn bè và các mối quan hệ xung quanh mình, thì đến cái tầm tuổi nào đó, 20, 25, thì các bạn sẽ gặp qua rất là nhiều loại người. Nếu các bạn là người khám phá cuộc sống này, và các bạn đi làm ở công ty, hoặc là các bạn gia chạm cuộc sống bên ngoài để tìm cho mình một chỗ đứng, thì những người đi qua cuộc đời bạn, một, hai người có thể sẽ không cùng bạn đồng hành suốt quãng đời, nhưng mà họ để lại các bạn một cái suy nghĩ, một cái lưu ý gì đó về người đó. Và bỗng nhiên người đó xảy ra những cái chuyện mà nó bất bình thường, thì nó trở thành những cái cột mốc mà bạn lưu ý về những chuyện kinh dị trong cuộc đời của bạn. Thì Tân có những cột mốc như vậy trong đời của Tân. Xung quanh cuộc sống của Tân á, nó là một cái nhiệm màu bí hiểm gì đó mà mình không hiểu được. Nhưng mà mình gặp rất nhiều những câu chuyện kinh dị, và Tân là một người tò mò và nối kết những chuyện đó lại, thì Tân mới phát hiện ra nó có những điểm chung với nhau. Thì câu chuyện ngày hôm nay Tân xin phép bắt đầu kể, vì Tân dài dòng chút xíu ở khúc đầu để các bạn hiểu rằng là những cái mối quan hệ trong kinh dị, trong chuyện ma và tâm linh, nó có gì đó được điềm báo trước đối với một cái chuyện này xảy ra trong tương lai đối với bạn bè của Tân. Thì câu chuyện này nó cũng xảy ra từ rất là lâu rồi, khi mà thời điểm Facebook hay là những cái công nghệ thông tin như bây giờ nó chưa có đầy đủ. Internet ra đời thì thời điểm đó người ta nhắm đến những cái website, thì có rất nhiều những cái website nó mang tính chất kinh dị. Thì Tân nhớ đâu đó vào thời điểm
cách đây khoảng mười mấy năm, thì một cái website kinh dị ở trên đó là toàn những hình ảnh chết chóc đủ các loại thể loại. Thì giới trẻ rất là thích coi, trong đó có những người bạn của Tân, và đặc biệt là những người có xu hướng bạo lực thì thường xuyên coi, còn những người không có xu hướng bạo lực họ sẽ không coi. Thì nó xuất hiện với trang web đó là người Việt thành lập. Tân không biết bây giờ trang web đó còn hay là không, tại vì Tân không có dám coi những hình ảnh tai nạn ghê gớm đó. Còn nước ngoài thì nó cũng có một cái trang, và trang thì đa dạng hơn. Có những hình ảnh bắn giết nhau ở trên đó, những cái vụ cướp ghê rợn mà chết người. Thì thời điểm đó có hai trang như vậy. Thì Tân kể trước về câu chuyện nhóm bạn của Tân, nó coi cái trang đầu tiên là của Việt Nam. Thì vào thời điểm đó, đó là ở quận 8, thì Tân có một cái nhóm bạn, đây là những cái người lao động. Nói chung là Tân đã từng kể các bạn rồi. Thì họ là những người đi chăn, dắt ngựa cho chủ ở trong sân vận động Phú Thọ. Thì vào thời điểm đó Tân với những người này có quan hệ bạn bè với nhau, là Tân cũng thích đi coi đua ngựa. Tại vì mình có phim TVB á, thì mình thấy những cái giải đua ngựa hay quá mà mình thì không có dịp coi. Thì Sài Gòn thời điểm đó là chỉ có sân Phú Thọ là còn thôi, còn bây giờ là hoàn toàn không còn nữa. Thì những người bạn này, cái lối sống của họ thời điểm đó là một cái cuộc sống nó gọi là rày nay mai đó, nó không có sự ổn định. Ngoài cái việc chăn ngựa và những cái giải đấu, giải đua ra, thì họ còn phải đi lo cuộc sống mưu sinh bằng cách họ làm những cái xí nghiệp. Và họ rất có xu hướng bạo lực. Đầu tiên là vì cái cuộc sống khó khăn và muốn chứng tỏ bản thân mình có bản lĩnh trong cuộc sống. Thì ngoài rượu bia, ăn chơi đàn đúm, thì những người này họ có xu hướng bạo lực rất là cao. Và mình thì đang ở tuổi trẻ trâu, tuổi khám phá, thì thông qua một cái người bạn cùng xóm thì mình lên đó mình chơi và bắt đầu mình thân thiết. Mình mới biết rằng ở đó có gì, có gì, có gì. Thì bắt đầu thời điểm đó là rộ lên Internet. Thì những cái chỗ Internet ở những chỗ đó nó rẻ hơn, cấu hình máy nó tệ hơn, nhưng mà cũng vừa đủ lên coi những cái trang web kinh dị. Thì vào thời điểm đó Tân còn nhớ rất là rõ, là tụ hợp rất nhiều bạn bè khắp nơi vào cái tiệm net ở quận 8 đó để coi. Thì thời điểm đó có coi cái trang web về chết người ở tại Việt Nam mình thành lập cái trang web đó. Thì đầu tiên là coi hình những cái vụ tai nạn xe bus, rồi những vụ tai nạn này, vụ tai nạn kia. Thì khi coi á, Tân không có coi, tại vì thực sự Tân bị ám ảnh. Tân rất là sợ những hình ảnh đó, tại vì mình đã từng đi Vũng Tàu, rồi những người bạn khác nữa, vào cái thời mình còn đi học, mình chạy tới đi chạy lui Vũng Tàu, rồi mình thấy bạn bè mình tử nạn. Tai nạn giao thông nó ghê gớm lắm, nhiều khi nó không toàn vẹn, nó phanh xác hết. Thì mình sợ quá, mình không dám coi. Thì cho nên là mình may mắn, mình đi ra khỏi cái nhóm đó, và mình là người đi mua đồ ăn cho họ. Thì khi mình mua đồ ăn mình về, thì mình nghe những cái người trong đó họ kể lại cho mình. Họ nói hồi nãy coi cái vụ tai nạn ghê lắm, mà không biết có thiệt hay không đó, mà nguyên chiếc xe chết hết, không còn một ai hết đó. Hình ảnh tả là người đó nằm dắt dẻo như vậy. Rồi người thì nói là tao thì tao coi cái thằng đó, hai thằng nó đụng trực diện vô nhau và chết là đứt tay, bay đầu này kia. Thì mình bản thân Tân là người sợ, Tân nói thôi đừng nói tao nghe mấy cái vụ đó làm cái gì, tụi bay coi làm cái gì. Thì Tân mở miệng nói câu đó, họ nói là tụi tao cá độ với nhau là ai đủ gan nhìn tấm hình nào nhiều nhất, lâu nhất đó, thì người đó thắng. Tại vì tất cả đều là văng ốc ra hết, nên là họ chụp hình thôi, không có video. Thời điểm đó là không có video, chỉ có trang web nước ngoài mình hình như mới có video, còn những trang web Việt là không có. Họ chỉ có hình ảnh kinh dị chụp thôi. Thì không hiểu ngày xưa họ thu thập cái hình đó bằng cách nào, khi mà mọi cái tài liệu về tai nạn cũng như là mọi cái tài liệu mà gọi là chụp hình bằng di động thời đó cũng không có. Mà họ nhanh lắm, cái vụ vừa xảy ra là chừng hôm sau hoặc hôm kia là có hình. Thì tôi nghĩ là họ có cái nguồn cung cấp cái trang web đó. Thì sau cái cuộc nói chuyện nó đi về, thì Tân không có thân với nhóm bạn này, mà Tân thân với cái người bạn trong xóm. Thì mình đi khám phá, mình kết nghĩa anh em khắp nơi mà. Thì lúc đó bạn mình mới gọi điện, mới nói là ê Tân, mày tin trên đời này hả, có ma quỷ không? Thì Tân mới nói là sao mày hỏi vậy, tao tin
Sao mày hỏi vậy? Thì cái thằng bạn nó mới nói là mày có nhớ lần trước tụi mình qua quận 8 với mấy anh em ở khắp nơi đi vô tiệm net để mà coi những cái hình kinh dị chết chóc không? Thì Tân mới nói là có. Thì sao? Thì nó nói là tao cũng có coi. Thì trong cái nhóm coi lần trước đó, thì họ nói có một người họ gọi điện, họ hẹn tụi mình ra để mà nói chuyện. Nhưng mà vì tao nghĩ là lúc đó mày không có chơi, mày không có cá độ là nhìn như những cái hình đó, cho nên tao không gọi. Thế nên tao tự đi một mình. Thì tao về, tao gọi điện thoại cho mày. Hấp dẫn và ly kỳ lắm. Họ nói, cái người đó nói là đêm nằm mơ là thấy có một cái linh hồn mà không toàn diện, là nói với mình là nói với cái người đó là mày sắp chết do tai nạn. Mà những người mà cá độ chung ngày hôm đó khi mà coi những cái hình khác nhau đó đều sẽ chết trong tình trạng y như vậy. Thì cái người đó họ mới gọi điện cho những người còn lại ra, họ nói giấc mơ của họ. Thì những người còn lại cười, nói tại vì mày nhìn ám ảnh trong đầu mày thôi, chứ trên đời chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Thì vì Tân không phải là người cá độ ngày hôm đó, Tân là người đi mua đồ ăn cho họ. Khi Tân vòng về, Tân cũng có nghe họ kể về điều đó. Thì khi nghe bạn Tân kể thì thật sự thời điểm đó Tân không tin. Tại vì thứ nhất là Tân cảm thấy trên đời này nó chẳng bao giờ có cái chuyện mà nó nhảm như vậy. Và một phần nữa, Tân cũng là người hiểu về tâm lý. Có nghĩa khi bạn nhìn một cái chuyện gì đó tiêu cực, mà bạn nhìn những hình ảnh chết chóc quá nhiều, thì trong trí óc của bạn sẽ lưu cái hình ảnh đó lâu hơn là những hình ảnh về tình cảm, về yêu đương, về cái vui. Tại vì khi vui nó thoáng qua, bạn vui lúc đó thôi. Bạn nhớ tầm chừng 1-2 ngày, trí nhớ bạn tốt lắm thì 1 tuần. Nhưng mà hình ảnh chết chóc nó có thể lưu bạn đến nhiều năm. Tại vì cái hình ảnh nó làm cho não bạn cảm thấy ghê sợ. Thì cái chuyện mà cái người đó nằm mơ thấy một người không toàn diện nói chuyện với mình như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà chuyện không bình thường khi mà năm đó là cái năm có một vụ xảy ra tai nạn rất là nghiêm trọng. Đó là ngày thứ 6, ngày 13, thì là có một chiếc xe thiện nguyện, từ thiện đã bị tai nạn ngay ngày hôm đó. Và trong những người có mặt trong chiếc xe đó đều đã chết, hình như là trừ bác Tài ra. Thì nếu ai lên Google search hoặc là các bạn tìm hiểu những tư liệu cũ của trước đây, các bạn sẽ thấy cái chuyến xe đó. Và trên chuyến xe đó có hai người bạn của Tân. Và hai người bạn này đã từng có mặt trong cái buổi cá độ đó. Và tấm hình của hai người bạn này coi cũng là một vụ tai nạn xảy ra vào ngày thứ 6, ngày 13. Và những người xảy ra đều không còn sống trên đời này nữa. Thì lúc đó cả nhóm không ai biết. Tại vì những người tập trung ở đó là lần đầu tiên mới gặp, hoặc là có người gặp nhau 1-2 lần. Có nghĩa là anh em tứ bề gặp họp lại để mà chơi với nhau thôi. Thì không có thân cho lắm. Cho nên là một người trong số đó thì có người bạn hàng xóm của mình. Thì người bạn hàng xóm mình mới gọi là: Tân ơi, trời ơi ghê quá, cái trang web mà mình coi đó, nó đăng hình ảnh cái vụ tai nạn đó, mày có đọc báo không? Thì cái chuyện đó nó quá lớn. Nó lớn đến mức độ mà lên truyền hình mà báo chí đăng khắp nơi, ba mẹ mình cũng kể về câu chuyện đó. Thì lúc đó thực sự là Tân không có quan tâm, vì Tân chưa bao giờ nghĩ thứ 6 ngày 13 là một cái ngày kinh hoàng hết. Tại vì Tân là người Việt Nam, Tân không phải là người nước ngoài, Tân không có cảm giác cái ngày đó nó ghê rợn. Thì Tân cũng nghe vất lờ qua, nhưng đến khi bạn Tân gọi điện nói rằng là có hai người bạn của mình ngày hôm đó xảy ra tai nạn, và trong cái trang web đó cũng có chụp hình xác của hai người bạn mình, thì lúc này Tân nổi da gà, Tân rợn người. Tại vì bạn Tân nói mà run lập bọc. Có bao giờ trên đời này có một chuyện trùng hợp đến mức độ như vậy hay không? Tại là đến bây giờ Tân mới có điều kiện để kể câu chuyện này cho các bạn, vì bây giờ mới có YouTube, mới có những phương tiện truyền thông để Tân tự quay bản thân mình và Tân kể về câu chuyện này. Trước đây Tân đi nhiều nơi, Tân cũng kể nhưng mà người ta không có tin. Tại vì không thể có những chuyện trùng hợp như vậy được. Với lại người ta cũng chưa bao giờ biết về cái trang web kinh dị đó. Nhưng mà Tân tin có thể trang web đó vẫn còn tồn tại, nhưng Tân không dám search cái tên đó vào chính cái máy của mình, vì Tân không muốn nhìn những hình ảnh ghê rợn đó. Là thứ nhất. Thứ hai, sau cái sự việc đó xảy ra, Tân bắt đầu cảm thấy thế giới này có nhiều điều rất bất bình thường. Những dấu hiệu báo trước và những trò chơi không nhất thiết phải cầu cơ, không nhất thiết là phải gọi hồn ma quỷ lên. Đôi khi bạn thâm nhập một bức hình
bức hình nào đó mà người ta chích oan, hoặc là nó có khả năng tâm linh đặc biệt gì đó, thì bạn cũng sẽ bị nối kết với nó. Và hai người bạn đó của mình lúc đó còn rất là trẻ, mình cảm thấy, mình nói không ai tin về chuyện đó, nhưng mà mình biết hai người đó có tham gia vào cái buổi đó. Và bạn của mình cũng khẳng định, nhưng mà bạn mình có nói mày có muốn coi không, thì tối nay đi qua quận 8 vào tiệm Net, tụi tao mở ra cho mày coi cái xác của hai người đó. Thì Tân nói là Tân không muốn, tại vì người ta đã an nghỉ rồi thì thôi, đã xúc phạm cái gì đó thì Tân không muốn xúc phạm đến tâm linh, và Tân muốn cầu nguyện cho họ được bình an. Thì Tân niệm Phật rất là nhiều thời điểm đó. Sau đó 2 tuần, sự việc nó không dừng lại. Sau đó 2 tuần thì cái người bạn mà gọi điện cho Tân á, là cái người bạn mà hàng xóm của Tân á, xảy ra một vụ tai nạn xảy ra trên đường 3 tháng 2. Và vụ tai nạn này á, là bạn của Tân á, là bị tông trực tiếp vào một chiếc xe tải, giống như là trong cái hình mà bạn Tân đã coi. Và tai nạn nó nặng đến mức bạn Tân là thiệt mạng mà mất luôn cả một cánh tay. Và những cái gì xảy ra vào thời điểm đó cũng y chang cái tấm hình mà bạn Tân đã coi trong trang web, mà bạn Tân cũng như là những người khác kể lại. Vậy là có 2 vụ xảy ra y như vậy. Thì sau khi Tân phát hiện chuyện đó là Tân không dám đi chơi nữa các bạn. Và thời gian đó Tân gần như là bị sợ mọi thứ xung quanh, Tân không dám đi chơi. Tân đi bộ ra đường Tân cũng sợ, một tiếng kèn nó bóp lên thôi là Tân giật mình, Tân hoảng hốt đến mức độ và Tân không hiểu tại sao mình bị như vậy. Thì Tân tự đi check tâm lý của mình, và người ta nói là Tân bị sợ hãi, bị một chứng sợ hãi, là do Tân cảm thấy quá lo lắng khi mà Tân có trong cái buổi hôm đó, mặc dù Tân không tham gia cá độ. Thì sau đó một thời gian Tân điều trị thì Tân hết và Tân trở lại bình thường. Và Tân quyết định khám phá tâm linh, và Tân tìm hiểu mọi thứ về tâm linh, về những cái gọi là đường dây mối nhợ để liên quan đến ma quỷ, hoặc là tại sao có những sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy xảy ra trên người của những người bạn mình, mặc dù không phải là bạn thân, họ là những người lướt qua cuộc đời mình trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi, nhưng mà họ xảy ra những chuyện rất trùng hợp. Nếu như bạn không có trong cái buổi mặt họp mặt ngày hôm đó, bạn không biết được là họ đã từng cá độ như vậy. Họ không tả lại những bức hình mà họ nhìn thấy, thì bạn sẽ không bao giờ biết được cái chết của họ giống y chang như vậy. Và cả hai cái thời điểm mà cái hai người bạn trước và cái người bạn sau của mình mất đều cùng ngày cùng tháng, tuy không cùng năm, như trong tấm hình mà những cái hiện tượng mà họ coi. Sau đó khoảng 6-7 năm sau, thì khi Tân đã phát triển một phần nào đó trong công việc và nghề nghiệp của mình, thì vô tình Tân gặp lại một người anh, một người bạn nữa cũng trong cái nhóm đó ngày hôm đó. Thì người anh, người bạn đó hiện tại đang làm quản lý cho một cái quán ốc. Thì Tân đi với nhóm của Tân vào trong đó để ăn ốc, thì Tân gặp lại. Thì Tân có chào, khi đi vệ sinh thì gặp, nhưng Tân có chào. Thì khi ra có mời nhau một hai ly. Thì người đó mới hỏi là sao lần đó là không lên chơi, không gặp lại ở quận 8 nữa. Thì Tân nói là tại vì em lo đi học và đi làm, cho nên là em không có chơi, với lại bạn em cũng đã mất rồi. Em quen biết mọi người là nhờ người bạn đó, mà bây giờ người bạn đó cùng sớm mà bị tai nạn mất rồi. Thì cái anh đó cũng ngỡ ngàng, tại vì cái anh đó cũng giống như Tân, có nghĩa là ảnh cũng không tham gia vào cuộc chơi đó, nhưng mà ảnh là người trong cái xóm của những người ở quận 8 đó. Và ảnh cũng có biết người bạn Tân, cũng giống như Tân thôi. Tân coi ảnh như những người bạn ảnh là những người thoáng qua, không phải là bạn thân nhưng mà cũng là biết nhau. Thì ảnh cũng coi bạn Tân và Tân như những người thoáng qua vậy thôi. Và ảnh cũng đâu có liên lạc gì với người bạn của Tân, cho nên là ảnh đâu biết bạn Tân cũng bị tai nạn mất. Thì sau đó ảnh mới mở lời, ảnh nói vậy, ủa vậy hả, trùng hợp vậy em. Em có nhớ hai anh em mà ở trong cái chuồng ngựa không? Thì Tân mới hỏi gì, dạ hai anh em ruột đúng không? Nói dạ đúng rồi. Thì hai anh em đó sao anh? Hai anh em đó là khoảng một tháng sau là bị cái máy hàng á, đi hàng đồ cho người ta, là cũng bị cưa đứt mà chết. Cả hai anh em đều bị chung một ngày luôn. Là người anh cầm ở đầu, ở cái đầu của máy cưa hay là phải máy hàng, mà máy cưa gỗ hay máy gì đó, người anh cầm ở đầu, người em cầm ở cuối. Và khi bị á, là cả hai đều bị cuốn vô chung luôn. Thì Tân không rành về công nghiệp và Tân không rành về cái lời của anh này nói là chính xác là làm về cái ngành nghề gì,
Nhưng mà Tân biết là bị cuốn vô một cái máy rất là bén mà cả hai anh em đều bị chung một ngày. Và cái sự việc đó Tân mới hỏi thêm là nó có giống những tấm hình mà hai anh em này đã cá độ và đã nhìn hay không? Thì cái người anh đó đó mới cho biết là anh cũng không có biết. Tại vì lúc đó anh là người coi cái tiệm net đó, thì anh thấy tụi nó cá độ với nhau vậy thôi à, chứ anh không biết. Nhưng mà anh nghĩ là có cái chuyện gì đó trùng hợp. Tại vì anh cũng biết luôn cái vụ mà chuyến xe thứ 6 ngày 13 nữa. Thì anh thấy những người đó cũng có mặt tại tiệm anh vào thời điểm đó à, bây giờ thì anh đóng cửa tiệm net rồi, vì người ta không còn ra net chơi nữa. Anh đi làm quản lý qua ở quán ốc này, thì anh thấy nó ghê quá Tân à. Thì khi anh nói như vậy, Tân mới biết rằng là thì ra những người cá độ ngày hôm đó đều xảy ra tai nạn y chang như tấm hình mà họ coi trong trang web đó. Bản thân Tân rất là sợ chuyện này à, Tân gặp rất là nhiều những chuyện ma quỷ à, đi quay, đi khắp nơi những chuyện tâm linh. Nhưng có những cái chuyện vô hình mà mình không hiểu tại sao nó xảy đến à, trong cuộc đời của những người bạn của mình à, làm cho Tân cảm thấy nó ghê rợn. Tại vì có những thứ mà Tân có thể giải thích cho các bạn được, có những thứ Tân có thể tra những cái tư liệu, tài liệu để Tân giải thích cho các bạn được. Nhưng có những thứ nó vô hình, nó hoàn toàn không mùi, không vị, không tay, không chân và cũng không hề thấy hình ảnh ma quỷ gì hết. Chỉ là những vụ tai nạn, những bức hình trong một trang web, nhưng nó lại làm cho bạn bè của Tân ở khắp nơi, những người tuy Tân không quen thân, mà rất may mắn là Tân không quen thân. Nếu Tân quen thân thì giờ này chắc là xảy ra nhiều chuyện hơn nữa. Tại vì Tân rất nể cả bạn bè, đặc biệt là bạn thân. Nếu mà nó cá độ Tân sẽ cá chung, mặc dù là Tân không nhìn hình mà Tân sẽ chỉ đại một cái hình nào đó. Nhưng may mắn lúc đó là Tân lại xung phong đi mua đồ ăn cho tụi nó. Khi Tân trở về thì mọi chuyện đã rồi à, sau đó khoảng 2 năm nữa thì Tân lại nghe thêm cái vụ là ngay đường rầy xe lửa là bị cán chết à, người. Thì cái người đó lại là cái người cũng đã Tân nhận ra được cái hình ảnh mà Tân nhận ra được cái tên à, nó rất trùng với cái người cũng đã tham gia trong cái buổi cá độ đó. Và người đó làm nghề sửa xe ở ngay gần khu của Tân luôn, cũng là bạn của người bạn thân của Tân. Đó là những sự trùng hợp đến mức ghê rợn. Tại vì Tân nghe từng người trong đó nói về những bức hình mà họ nhìn, cho nên Tân mới nhớ lại chi tiết được những vụ tai nạn mà họ bị. Cho nên trong cuộc sống này, nói về tâm linh là một cái điều rất là dài mà không bao giờ bạn có thể nói hết được. Những vụ việc xảy ra rất là kỳ lạ xung quanh chúng ta mà những người đó Tân cảm thấy họ bị. Tân nghĩ trang web đó hoặc là những hình ảnh đó có một cái ma lực gì đó làm cho con người ta ám ảnh, và nó cuốn con người ta vào sự thật xảy ra là như vậy à, tất cả những vụ tai nạn sau thì có thể báo chí họ không đăng nhiều, vì vào thời điểm đó tất cả mọi thông tin nó đều gọi là rất là ít. Nhưng cái vụ thứ 6 ngày 13 thì Tân nghĩ đến giờ này rất nhiều người ở thế hệ 8X đều còn nhớ và đều biết. Trong đó có hai người bạn của Tân, họ đã nằm lại ở trên chuyến xe đó. Và Tân cũng không tiện nhắc tên hay là tả quá kỹ chi tiết của hai người bạn này, tại vì đơn giản họ đã yên nghỉ rồi và Tân cũng không muốn làm cho dậy sóng lên. Nhưng Tân chỉ nhắc lại câu chuyện đó là có thật à, qua câu chuyện này Tân mong các bạn, những người nào thích nghe tâm linh nhưng đừng bao giờ cá độ nhìn những hình ảnh chết chóc, những hình ảnh kinh dị ghê rợn mà nó làm cho trí óc chúng ta phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Suy nghĩ của con người rất là quan trọng. Nếu các bạn suy nghĩ những điều tốt, những điều vui vẻ mỗi ngày và những điều thành công trong tương lai, những mơ ước mà nhiều khi các bạn không nghĩ rằng bạn đạt tới mà bạn dám mơ tới, thì một ngày các bạn sẽ thành công. Nhưng nếu các bạn cứ suy nghĩ về điều tiêu cực, suy nghĩ những thứ ghê rợn, suy nghĩ về những cái chuyện hình ảnh chết chóc, thì một ngày các bạn sẽ phải gặp những chuyện đó, hoặc các bạn dính vào chuyện đó thì rất là nguy hiểm. Nó như là một cái vòng xoáy luân hồi. Vào thời điểm đó, vào khoảnh khắc đó sẽ có những con người dính vào chuyện đó theo cái nghiệp lực hoặc là cái duyên nghiệp như thế nào đó mà không ai hiểu được cái dòng xoáy đó. Cho nên các bạn đừng bao giờ cá độ và đừng bao giờ đi đến những cái trang web
kinh dị như vậy. Nghe kinh dị là để nghe, để hiểu và để tránh xa những cái tiêu cực, những cái xấu, để đi đến những cái tích cực, những cái tâm linh tốt. Chứ không phải mình nghe để mình sợ, mình đi tìm hiểu những cái tâm linh xấu, để rồi một ngày mình là nạn nhân của câu chuyện của chính mình. Nha các bạn. Nếu các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân bình luận bên dưới. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.